Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật anh xã của Misu và món mà anh xã nhớ nhất, mê nhất, bởi vì lần đầu tiên khi dạo quanh phố cổ Hà Nội với Misu thì Misu đã mời anh xã đến nơi này và thưởng thức món đặc sản này của người Hà Nội. Và đến hôm nay bạn vẫn còn nhắc, cho nên hôm nay Misu sẽ vào bếp và chia sẻ với các bạn, mời các bạn về phố cổ Hà Nội và cùng thưởng thức món ngon đặc sản của Hà Nội cùng với Misu nha. Sinh nhật anh xã, Misu chia sẻ với các bạn món chả cua của Hà Nội. Nhưng mà nhắc đến chả cua của Hà Nội thì người Hà Nội phố cổ thì lại hay nhắc đến một quán rất là nổi tiếng, chứ không phải là nơi sản sinh ra các loại giò chả nổi tiếng, giò chả Ước Lễ. Mà nhắc đến chả cua Hà Nội, người ta sẽ nhắc đến chả cua của bà Thảo nằm ở ngõ phố Yên Thái và đường Thành, một quán rất là nhỏ. Nhưng mà những ai ở phố cổ mà đến ăn xôi của bà Thảo thì thế nào cũng phải thưởng thức món này, món chả cua của bà Thảo, làm bằng chả cua bể, ngon, đặc biệt và nổi tiếng vô cùng các bạn. Là một người con xa quê như của Misu thì như nhắc tới món này thì nhớ ra giết. Và đây là Misu mời các bạn món xôi đặc trưng của người Hà Nội đây, trong đó có món chả cua. Và các bạn biết không, cái món chả cua của bà Thảo do chính gia đình tự chế cho nên mang nét đặc trưng riêng và tạo một thành một cái thương hiệu gắn liền với cửa hàng. Và nói đến xôi chả cua thì người ta ngay sẽ nghĩ ngay đến xôi bà Thảo. Và ngược lại, nếu mà các bạn đến cửa hàng xôi của bà Thảo thì kiểu gì cũng phải thưởng thức cái món xôi chả cua. Xôi cũng rất là ngon, đồng thời nhất là đặc biệt là cái miếng chả cua này các bạn ơi, thơm ngon giòn. Và hôm nay thì chúng mình cùng vào bếp với Misu và chúng mình tìm hiểu nguyên liệu và chinh phục món ngon đặc sản của Hà Nội, nhất là xôi bà Thảo với chả cua bể cùng với Misu nha. Thực ra ấy, thì nếu mà mình có thể làm giống như là tự làm mọc thì ngon hơn, nhưng hôm nay Misu vội cho nên là làm video chả cua cấp tốc, mà chúng mình làm bằng cái phần mọc có sẵn này các bạn. Thì ở đây là Misu có hai cái túi mọc này và mỗi túi là 400g, vậy đây là 800g mọc này. Cái phần này là phần thịt cua thì ở đây là một nửa cân này, và phần tôm này, tôm nõn chúng mình cũng cần nửa cân này, thế là chúng mình có 1 cân 8 tất cả để làm cái mẻ chả này cùng với Misu. Bây giờ thì chúng mình sẽ vào bếp và theo Misu lần lượt làm từng bước một nhé. Tôm, đây là nửa cân tôm này các bạn. Các bạn rửa thật sạch cho Misu này. Sau đó, và đây là một chậu nước đá. Nước đá thật lạnh nha các bạn. Cho Misu một xíu muối, khoảng độ 2 teaspoon muối vào đây này. Các bạn hòa đều lên. Lạnh. Thế rồi, các bạn sẽ cho cái phần tôm vào đây và ngâm cho Misu 10 phút nha. Và cái phần công đoạn ngâm cái nước đá như thế này sẽ làm cho con tôm nó thành dai giòn đấy các bạn, và nó chắc cái thịt tôm. Hết 10 phút rồi, lạnh quá. Các bạn lấy tôm ra và sẽ lau khô cho Misu thấm thật khô nha. Rồi chúng mình sẽ đi làm tiếp. Rồi, giờ thì chúng mình sẽ thấm thật khô nha các bạn. Thấm thật khô xong rồi thì các bạn sẽ lấy từng em tôm ra một này. Chúng mình làm với thao tác như của Misu như này. Ấn nó xuống. Đó, ấn dẹt nó xuống như thế này này. Đấy, Misu làm cho các bạn xem. Như thế này. Để cho đến lúc mình làm cái tôm nó sẽ rất là dai đấy các bạn. Hoặc là các bạn không ấn được như của Misu nó quen thì các bạn sẽ cầm cái cây này này. Đó, các bạn sẽ tán dẹp nó ra cho nhanh. Thế nào cũng được nha. Misu thì làm bằng cái dao ấy thì ấn vài cái thì rất là nhanh. Rồi, giờ các bạn sẽ cho tôm vào đây này. Chúng mình sẽ đi ướp nha. Đây là một nửa cân của cua đây các bạn, thịt cua. Thì Misu sẽ lấy khoảng độ 4 lạng, còn lại 1 lạng thì Misu sẽ để lại, để tí nữa khi mà mình quết cái chả cua này đó thì mình sẽ cho cái phần thịt này vào.
mình không xay thì khi ăn nó vẫn còn cái miếng thịt ở đây các bạn. Misu bớt lại khoảng một lạng, lạng rưỡi nhá. Giờ thì chúng mình đi ướp cùng với misu này. Trước hết đây là 2 tablespoon nước mắm. Cái phần cua và tôm này nó là nước biển, nó đã mặn rồi cho nên các bạn cho vừa thế thôi nha. 3 tablespoon của dầu ăn. Tiếp theo đến phần bột khô này, 1 tablespoon bột hành, 1 tablespoon bột tỏi và 2 teaspoon của hạt tiêu. Rồi 1 tablespoon tinh bột ngô, 1 tablespoon đường và 1/2 teaspoon baking powder. Các bạn yên tâm, nguyên liệu thì Misu sẽ ghi hết xuống dưới. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ trộn đều toàn bộ cái phần nguyên liệu này. Rồi mình sẽ cho vào một cái ziplock và các bạn sẽ để vào trong ngăn đá của tủ lạnh khoảng độ một nửa tiếng nhé. Cho nó lạnh lạnh, thật là lạnh, đông đông dẻo. Rồi thì chúng mình bắt đầu mới đi xay và đi quét nhé. Rất là nhanh các bạn. Phần giò sống thì đã có rồi, bây giờ chỉ có mỗi phần này nữa thôi. Lấy một cái túi ziplock này và bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần cua với tôm mà chúng mình vừa mới làm đó. Các bạn cho vào đây. Chúng mình sẽ dàn mỏng ra để cho nó cấp đông để cho nó nhanh nha các bạn. Chỉ khoảng nửa tiếng thôi là nó đông dẻo lại rồi, làm để nó lạnh thì cái phần chả này nó mới giòn đấy các bạn. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ zip nó lại như thế này và các bạn sẽ dàn ra. Dù bỏ cái găng tay ra đã. Rồi chúng mình sẽ dàn mỏng ra. Đấy, xong rồi, chúng mình dàn nó như thế này này. Giờ thì misu sẽ đi cấp đông nha. Khoảng độ nửa tiếng thì nó thật lạnh nha. Thì chúng mình sẽ đi làm tiếp. Sau nửa tiếng đây, chúng mình chỉ cần là cho cái thịt cua mới lại tôm nó cứng và nó đóng đá mềm như thế này thôi. Giờ thì mình sẽ cho ra cái máy xay để mình xay nhuyễn nha. Xong rồi đây các bạn ơi, và nguyên tắc của cái phần làm giò chả này Misu cũng nhắc rất nhiều rồi, là khi xay phần xay thịt, xay cua, xay tôm, các bạn để nhấp thả thôi, đừng có xay mạnh tay, xay ở tốc độ cao thì cái thịt nó sẽ bị bở và nó sẽ bị nóng thịt, nóng tôm, nóng cua là cái chả nó sẽ bị bở, nó không ngon. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi quét cùng với Misu. Các bạn cho hết cái phần tôm cua chúng mình vừa mới xay nhuyễn cho vào đây cùng với lại phần mọc. Mọc thì các bạn ở đây của Misu là 800g hoặc các bạn có thể chỉ làm nửa cân thôi, tùy các bạn nha. Và nếu mà các bạn thấy cái phần cua này khi các bạn xay xong mà nó chưa đủ lạnh thì các bạn nhớ để vào trong tủ lạnh cho Misu một chút cho nó lạnh. Thế còn Misu sẽ đi quét bằng kitchenette với cái cây này đây. Và quét rất là nhanh, chỉ trong 1-2 phút thôi, nhưng mà phải quét thì nó mới ngon. Và thịt phải lạnh nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm nút khởi động số 2 cho Misu khoảng độ nửa phút nhá, để cho cái hỗn hợp này nó quyện vào với nhau như thế này này. Thế và khi mà nó quyện vào như thế này rồi ấy, thì các bạn có thể lấy một miếng ra, các bạn cho vào lò vi sóng, các bạn bấm 30 giây để ăn thử xem nó vừa chưa. Bởi vì là nhiều khi cái giò sống của mỗi một nhà đó người ta làm, bởi vì mình làm cấp tốc mà, có nhà có mặn, có nhà ngọt, có nhà lại bị nhạt. Thế nếu mà nhạt thì các bạn cho thêm mắm, mà nếu mà các bạn thấy thiếu ngọt thì các bạn cho thêm đường nhá. Khi nó hòa quyện thành một khối như thế này rồi thì bắt đầu các bạn sẽ tăng tốc lên cho misu ở mức độ số 4 này. 2 phút là xong nha. Hết 2 phút rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ cho misu những cái này này. Cho misu thêm khoảng độ 2 teaspoon hạt tiêu. Nếu không thì các bạn cho 1 teaspoon thôi nha. Misu cho như thế này này. Thế rồi những bạn nào mà ăn được cay đó thì các bạn sẽ cho cái phần tiêu hạt vào như thế này nữa, cho misu vào một ít cho nó ngon. Đó. Và cái phần thịt cua đó mà chúng mình bớt lại đó, giờ thì misu để ngăn mát rồi. Giờ misu cũng cho nốt vào. Và chúng mình sẽ quậy ở nấc số 4 một phút nữa là xong. Giờ misu sẽ bật nấc số 4 này.
Rồi, để đúng 1 phút nữa. Xong rồi đây các bạn, chúng mình sẽ được cái hỗn hợp ngon như thế này này. Bây giờ thì Misu sẽ lấy ra nha. Hạ cái này xuống này. Rồi bây giờ Misu sẽ tém lại. Các bạn nhìn này, chúng mình sẽ được cái hỗn hợp rất ngon và với gia vị của Misu rất là vừa các bạn ạ. Bây giờ thì chúng mình tém như thế này. Và sẽ có những cách là các bạn có thể nặn tròn ra rồi các bạn đi chiên. Hai là các bạn hấp lên rồi cho vào tủ cấp đông. Khi nào mà ăn thì các bạn cho vào đi chiên hoặc là cho vào air fryer. Các bạn làm ba là các bạn sẽ nướng. Thì hôm nay Misu sẽ làm cả ba cách cho các bạn xem nha. Đây mình được cái hỗn hợp chả sống như thế này đây. Mềm, mướt mịn. Trước hết là chúng mình đi nướng nhá. Thì đây Misu có một cái khuôn tròn như thế này này. Thì các bạn sẽ cho Misu, phết cho Misu một ít cái dầu điều vào xuống phía dưới. Cũng đồng thời là chúng mình phết để cho cái phần phía dưới nó được dốc cái lòng khuôn á. Giờ mình cho khoảng độ 2 lạng rưỡi đến 3 lạng mọc vào. Và chúng mình sẽ dàn đều ra nha. Các bạn lấy cái thìa gỗ như thế này này và cho Misu một cái bát nước đây nha. Thế và các bạn ép chặt xuống. Rồi chúng mình bắt đầu sẽ đánh cái lòng mặt như thế này để cho nó láng mịn. Và cái phần nướng như thế này bao giờ Misu cũng hướng dẫn cho các bạn từ phần chả quế rồi. Đây là cái phương pháp và cái mẹo của các nhà làm giò chả đấy. Khi người ta sẽ quét phần mặt như thế này để cho bóng. Và lấy cái phần nước các bạn quét như thế này để khi mà mình nướng đó thì cái mặt, cái da của giò chả nó sẽ không giòn và của chả nó sẽ không bị phồng rộp lên. Đó, nó lắng như thế này này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi nướng cách thủy nha. Các bạn bật lò cho Misu ở 325 độ F và chúng mình sẽ đi nướng cách thủy trong 15 phút mỗi một mặt. Và cái phương pháp nướng cách thủy này là Misu là người đầu tiên trên internet đã chỉ cho các bạn, vì từ trước đến nay mọi người toàn chia sẻ là hấp chả sau đó thì mới chiên. Nhưng mà với làm với cách nướng như thế này á, ở phía dưới các bạn đổ nước vào, sau đó thì các bạn sẽ nướng, thì cái phần giò chả này nó sẽ rất là thơm ngon, không bị dầu mỡ mà nó lại không bị khô nữa. Bây giờ các bạn sẽ phết cho Misu một cái lớp dầu điều và chúng mình sẽ đi nướng. Hết 20 phút cho một mặt chả rồi đây, như thế này chúng mình sẽ được như thế này. Thế và các bạn sẽ đổ ra cho Misu này. Đây, Misu sẽ để ra đây. Rồi, thế và các bạn lại phết cho Misu một cái lớp dầu màu điều nữa nhé. Và chúng mình sẽ đi nướng ở thêm 20 phút nữa ở cái mặt này. Hết 20 phút của cái mặt này rồi đây các bạn. Và hoàn toàn chả nó đã chín rồi. Bình thường là Misu sẽ để như thế này và sau đó Misu để nguội và cấp đông. Còn nếu như mà các bạn mà làm toàn bộ bằng nướng, không làm ba cách như Misu, thì các bạn lại trở cái mặt này lên, các bạn lại phết lại một lần nữa và tăng nhiệt độ lên 350 độ F và nướng mỗi mặt 5 phút là các bạn ăn ngay được nhá. Còn Misu thì để như thế này thôi, thì bao giờ ăn ấy thì Misu sẽ nướng lại hoặc cho vào air fryer. Đây Misu, lật mặt lại. Phết một ít lớp dầu điều nữa. Và các bạn sẽ nướng ở 350 độ F 5 phút nữa. Chả cua nướng của Misu đã xong rồi đây các bạn ơi. Thơm ơi là thơm, ngon lắm. Và còn một mặt nữa thì các bạn, Misu mới nướng một mặt như này thôi để cho các bạn xem thôi. Còn một mặt nữa thì các bạn sẽ lật mặt và nướng cho Misu ở 350 độ F trong 5 phút. Thế là nó sẽ sáng bóng và nó thơm lừng như thế này, nó khô ráo ngon như thế này này các bạn này. Bây giờ thì Misu đi hấp và chiên chả cua. Vậy là có 3 cách, các bạn sẽ lựa chọn cho mình cách nào mà các bạn thấy tiện lợi với gia đình mình nhất nhá. Mà ngon thì món này thì ngon vô cùng luôn. Thế còn phần nặn viên thì các bạn cho Misu một cái tờ giấy nướng bánh này. Các bạn lót cho Misu một cái miếng gói giấy ăn lên đây này. À cái wrap food lên đây này. Thế và Misu có cái phần khuôn tròn như thế này.
Đây là khuôn cắt, cái cắt cookie đấy các bạn. Các bạn sẽ chọn cỡ, Misu chọn cái cỡ này, nó cũng là rất là vừa một cái miếng chả. Thì chúng mình sẽ làm khuôn, Misu cứ áng thôi, tầm khoảng độ 80-90 gram, hoặc là có khi là một lạng một miếng, tùy các bạn, dày thì là sẽ một lạng. Thế còn không thì chỉ khoảng độ 80-90 gram thôi nha. Rồi chúng mình sẽ cho vào trong khuôn này. Các bạn lấy cái thìa này, các bạn nhúng vào với cái bát nước đó, và bắt đầu chúng mình sẽ tán tròn ra, ấn dẹt xuống theo cái khuôn này nha. Đấy, xong rồi các bạn. Và chúng mình nhấc khuôn lên thôi. Đó, mình sẽ được cái ố như thế này đây các bạn. Thế còn lại thì tí nữa mình sẽ chỉnh sau. Và phần cái mặt đấy thì các bạn sẽ, đây này, nhấm nước này. Đó, các bạn sẽ phết để cho nó đều. Rồi, yêu không? Tiếp tục như thế, Misu sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Xong rồi đây các bạn, Misu làm được thế là 9 cái này. Mình lại 5 cái này là 14 cái. Với lại một miếng chả to nữa. Và thì bây giờ cái phần này Misu sẽ chia ra một nửa đi hấp và một nửa đi chiên luôn cho các bạn xem. Như Misu đã hứa là làm 3 cách nhé. Trước hết là sau khi mà chúng mình làm với cái khuôn đó, thì bây giờ mình sẽ nhúng cái môi này vào phần bát nước, và chúng mình sẽ tém cái phần này. Đó, như thế này, để cho nó mịn mặt lại nhé. Đặt cái nồi hấp nước sôi này, rồi các bạn vặn nhỏ lửa xuống lửa vừa cho Misu, và chúng mình sẽ hấp ở đây khoảng độ 10 phút thôi nha các bạn. Nhớ là vặn xuống lửa vừa thôi, và chúng mình đậy vung lại. Nếu mà các bạn để hấp mà lửa to quá thì cái chả này nó phồng, nó sẽ không ngon nha. Hết 10 phút rồi đây các bạn ơi. Chúng mình được miếng chả như thế này, và cứ như thế này các bạn để nguội. Rồi các bạn sẽ cấp đông, lúc nào ăn thì các bạn cho xếp một xịp một tí dầu cho em fryer các bạn nướng, hoặc là các bạn chiên lên tùy nhá. Misu tắt bếp rồi, và đây các bạn nhìn miếng chả này, nó chắc nịch như thế này này. Đó, nhìn đã thấy độ dai rồi. Bắc chảo dầu lên bếp này, và Misu chỉ cho các bạn cái mẹo nếu như mà các bạn chống bị sợ bị bắn dầu đó, thì các bạn sẽ cho Misu một xíu muối vào đây này. Chứ đừng cho bột nha các bạn. Cho bột vô cùng là nguy hiểm. Bởi vì tại sao các bạn biết không? Cái bột nó cháy đó, thì thứ nhất nó sẽ làm cho cái dầu nó đục, nó không được trong. Và cái bột cháy nó là cái hạt chất vô cùng là nguy hiểm khi cháy, khi ăn bột cháy. Nó không tốt cho sức khỏe. Cho nên là các bạn, một là các bạn cho một xíu muối như thế này. Cách thứ hai nữa là các bạn cắt một cái lát gừng như thế này này. Và các bạn sẽ sát cái phần gừng này xuống phía dưới của đáy chảo như thế này này, sát đều một vòng. Thì cái phần dầu của gừng này đó, nó cũng sẽ làm cho chúng ta mình chiên thoải mái và nó không bị bắn đấy các bạn này. Và để mình cũng thử dầu sôi luôn. Thì dầu nó đã sủi tăm như thế này rồi đó, thì các bạn sẽ vặn thật nhỏ lửa xuống cho Misu, bắt đầu chúng mình chiên nha. Cái gừng này vào đó cũng làm cho cái khử cái mùi hôi của dầu nữa đấy các bạn. Bây giờ Misu vặn nhỏ lửa xuống này, và chúng mình bắt đầu cho phần chả cua vào, chúng mình chiên. Cái nghệ thuật chiên này á, nó cũng phải chú ý để làm sao mà chúng mình lại không bị muội này, không bị cháy này, và cái phần da của miếng chả nó cũng không bị phồng rộp lên, là ở cái phần lửa chiên đấy các bạn. Các bạn thấy không, cua và tôm hay là mực là nó cũng sẽ ra nước, nhưng mà chúng mình lau khô này, và đồng thời có một số cái mẹo khi mình chiên ấy, thì các bạn chiên rất là nhẹ nhàng luôn. Chúng mình chiên trên lửa nhỏ này, và đợi cho bao giờ cái miếng chả này nổi lên thì bắt đầu mình sẽ trở mặt. Các bạn thấy nhẹ nhàng không? Khi mà miếng chả nổi lên này, rồi bây giờ bắt đầu các bạn mới nhẹ nhàng, chúng mình lật cái mặt kia. Và cứ như vậy các bạn chiên cho đến khi vàng. Thế còn nếu như mà muốn màu đẹp đó, thì các bạn phết dầu điều vào cho Misu. Đây Misu vớt một miếng ra và phết dầu điều vào đây, để cho nó, các bạn sẽ phân biệt được giữa màu tự nhiên
và màu chúng mình phết dầu điều nhá. Và phần chiên nhỏ lửa như thế này cũng giúp cho cái da nó bóng, nó đẹp đó các bạn, nó không bị phồng ấy. Rồi bắt đầu vàng vàng kiểu như thế này rồi đó, thì miso sẽ vớt ra và chúng mình chiên hai lửa nhá. Tiếp tục này, mình cho các em khác vào này. Vẫn trên lửa nhỏ như vậy nha các bạn. Bao giờ cho kem ấy nổi lên. Đây để miso dàn ra để cho cái này nó đâm xuống nữa. Đó, bao giờ kem mới nổi lên thì bắt đầu chúng mình mới chuyển mặt nhá. Rồi giờ mình chiên lại lần thứ hai nha các bạn, cho nó vàng hẳn. Bây giờ miso sẽ cắt ra mời các bạn. Miso vừa mới phết mấy cái chả với lại dầu điều, cho nên tự dưng cái mỡ nó, cái dầu nó chuyển màu đấy các bạn. Thôi mẻ sau miso không phết nữa, miso cho thẳng vào đây luôn. Chiên trên lửa vừa này, nó nổi lên rồi và các bạn sẽ đây ngon không, lật mặt lên cho miso. Bao giờ cái đúng cái màu vàng của các bạn ưng ý thì thôi nha. Đây này, ngon không các bạn. Khi vàng đều cả hai mặt như thế này rồi đó, thì các bạn sẽ thốc lửa lên cho miso khoảng độ 5 giây thôi nha. Đây miso thốc lửa lên này, để cho mình sẽ bỏ, loại bỏ hết cái phần mỡ nó dính ra. Chúng mình sẽ nhúng vài lần như thế này. Các bạn đếm từ 1 đến 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thì các bạn lại vặn nhỏ bếp lại này. Rồi giờ thì chúng mình sẽ vớt ra cho miso này. Cái miếng chả ngon chưa các bạn. Đây này, rồi giờ miso sẽ cắt ra cho các bạn xem. Đây này, nó dài như thế này cơ mà rất là ngon các bạn ơi, thơm lưng luôn. Đây là đặc sản của Hà Nội, và nếu các bạn thích thì miso xin mời các bạn cùng vào bếp với miso nha. Bây giờ thì miso sẽ cắt ra này. Này, nhớ về ký ức của Hà Nội để ăn với xôi trắng thì tuyệt vời luôn. Nào, chúng mình cùng cắt nha. Ta-da! Nhìn miếng chả này các bạn, ngon chưa? Giờ miso cắt đến chả nướng cho các bạn xem này. Wow, tuyệt vời các bạn ạ. Thơm, ngon, không dầu mỡ, chả dai, giòn, thơm ngon vô cùng luôn. Và nếu các bạn thích, miso xin mời các bạn cùng vào bếp để chinh phục món đặc sản phố cổ của Hà Nội, chả cua bể. Và các bạn có thể sẽ cấp đông như của miso như thế này. Bây giờ miso xin mời các bạn món xôi chả cua bể của Hà Nội nha. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng.